Quá vui mừng khi thấy thần tượng sống lại sau tin đồn bạo bệnh, còn đi viếng cảnh chùa, mặc trang điểm đậm. Một nam khán giả đã cố chào hỏi và dùng điện thoại quay lại, nhưng bị nghệ sĩ Hoài Linh và ekip tỏ thái độ khó chịu rồi từ chối. Theo đó, Hoài Linh mới đây có vở diễn cùng đoàn tuồng cổ Huỳnh Long hôm 3 tháng 6 tại ngôi chùa ở Châu Đốc, An Giang. Nghệ sĩ chỉ xuất hiện trong 1/3 vở tuồng, lộ diện tươi tắn chào khán giả và nhận được sự cổ vũ của những người có mặt. Được biết, nam nghệ sĩ đi cùng một vài người có mặt tại một chương trình ở An Giang để biểu diễn phục vụ người dân nơi đây. Và hình ảnh make up trắng bệch trong video cho thấy, dường như nam nghệ sĩ sắp có một vai diễn về tâm linh. Trên đường từ cổng vào sân khấu diễn, YouTuber chỉ ống kính vào Hoài Linh để phỏng vấn. Người này vừa dí điện thoại vào mặt nam danh hài vừa hô, "A, chào chú Hoài Linh." Tuy nhiên, nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh xua tay, người quản lý bên cạnh cũng yêu cầu YouTuber này không ghi hình. Nghệ sĩ Hoài Linh đến nhưng chưa diễn, họ không cho quay, không biết sao nữa, YouTuber này nói. Hành động này của nam nghệ sĩ đã nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều người cho rằng lúc này Hoài Linh đã trang điểm phục vụ vở diễn. Tình huống bất ngờ của YouTuber là lý do nam nghệ sĩ từ chối. Hơn hết, việc từ chối quay phim của nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh cũng là điều dễ hiểu vì rất có thể nam danh hài và ekip lo ngại hình ảnh của mình sẽ bị cắt ghép xuyên tạc. Tâm số khác cũng cho rằng Hoài Linh thiếu thân thiện với khán giả. Trước đó, sau scandal từ thiện cứu trợ lũ lụt, nghệ sĩ trần tình và xin lỗi khán giả vì chậm giải ngân, đồng thời khẳng định bản thân trong sạch. Lấy sự nghiệp 30 năm để đánh đổi mười mấy tỷ này có nên không, chứ đừng nói chữ muốn, Hoài Linh nói. Năm 2021, qua quá trình điều tra, Công an thành phố Hồ Chí Minh kết luận nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh không có dấu hiệu phạm tội ăn chặn tiền từ thiện. Tuy nhiên, sự việc khiến hình ảnh Hoài Linh mất điểm trầm trọng trong mắt dư luận. Những năm qua, nghệ sĩ sống kín tiếng, hầu như không xuất hiện trên sóng truyền hình nhưng vẫn tham gia các vở diễn, chương trình phục vụ bà con. Trong một dịp hiếm hoi xuất hiện trước truyền thông, nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh chia sẻ: "Trước đây có một khoảng thời gian tôi tham gia nhiều game show nhưng sau đó phải ngừng. Ở tuổi này tôi thích được là diễn viên của sân khấu, ngày xưa đóng hài còn giờ thích đóng kịch. Dù chọn lối sống thầm lặng mong muốn tránh né mọi thị phi, nhưng nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh vẫn không được buông tha. Mới đây nam danh hài phải lên tiếng khi bị đồn đi xa ở tuổi U60 sau 3 năm mắc bệnh ung thư. Cụ thể, nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh đã có đoạn clip ngắn thanh minh về thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội. Nam danh hài nói: "Trên mạng đã cho tôi chết đến 8 lần, muốn cho tôi chết là chết, cho tôi nhập viện gì đó chán thật. Câu cũng câu vừa vừa thôi, câu cá không câu, câu view chi vậy." Được biết, clip này do ca sĩ Dương Triệu Vũ, em trai Hoài Linh đăng tải ở hai tài khoản mạng xã hội của anh trên Facebook và nhanh chóng nhận được sự quan tâm của nhiều người hâm mộ. Rất nhiều người lên án những kẻ đưa tin đồn thất thiệt và chúc nam danh hài sức khỏe. Đặc biệt trong hình ảnh mới nhất của mình, không ít khán giả tinh tế nhận ra sắc thái ngoại hình nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh ngày càng hồng hào trắng trẻo hơn sau 3 năm công khai bị bệnh. Đa số dân tình đều để lại bình luận bày tỏ sự an tâm với tình trạng ổn định của người trong cuộc như: "Anh Hoài Linh ngày càng trẻ mập ra, thường chú bốn này thấy chú trắng trẻo và mũm mĩm là thấy vui rồi. Cầu chúc cho anh mạnh khỏe bình an nhé. Anh Hoài Linh giờ mập hơn xưa, đẹp trai phong độ."